những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Khối NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Lính Ukraine làm chủ hệ thống Patriot cực nhanh. Nga tập kích toàn tuyến Ukraine, lên dây cót cho trận chiến lớn. Vũ khí thông minh của Ukraine phá hủy xe tác chiến điện tử thế hệ mới của Nga. Biệt đội cảm tử, lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo về những tổn thất điên cuồng của quân Nga ở chảo lửa miền đông. Ukraine phản công trực lửa, 6 kho đạn, 2 cụm tập trung quân nhân lực cùng với sở chỉ huy Nga nổ tung dưới làn pháo binh của Ukraine. Uyên My rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News. Kính chúc quý vị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và giờ đây không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị vào bản tin chi tiết. Khối NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 2 tại Brussels, Bỉ, các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Bakhmut. Cuộc họp bắt đầu từ hôm ngày 14 tháng 2, quy tụ khoảng 50 nước trong nhóm Ramstein, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đây chính là cơ chế ra các quyết định về cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cho tới nay, nhóm này thường họp tại căn cứ quân sự Mỹ Ramstein ở Đức. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, phát biểu tại cuộc họp ở Brussels vào hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện để trấn giữ và tiến đánh trong cuộc phản công vào mùa xuân. Lãnh đạo Ngũ Giác Đài cho biết, trong số các vũ khí dự trù sẽ được viện trợ thêm cho Kiev, có Đại Bác, hệ thống phòng không và xe thiết giáp, nhưng ông không đề cập đến chiến đấu cơ mà Ukraine vẫn yêu cầu được cung cấp. Vào hôm 14 tháng 2, đã có một số thông báo, nhất là về việc Pháp và Ý cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Mamba, còn được gọi là SAMTI, trị giá là 500 triệu euro, tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ. Pháp cũng sẽ cùng lúc với Úc sản xuất đạn súng cối 155 ly và trong những ngày tới sẽ giao cho Kiev các xe thiết giáp AMX-10 như đã hứa. Về phần mình, Ngũ Giác Đài thông báo một hợp đồng trị giá 552 triệu đô la Mỹ ký với hai công ty để sản xuất đạn súng cối 155 ly. Riêng nước Đức sẽ khởi động lại một dây chuyền sản xuất đạn cho các xe tăng phòng không Shepard. Vào tối ngày 15 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cấp tốc giao thêm vũ khí cho Ukraine do áp lực quân sự của Nga ở miền Đông ngày càng gia tăng, nhất là tại khu vực phía bắc thành phố Bakhmut, trung tâm của các trận giao tranh ác liệt từ nhiều tháng qua. Hôm qua, chủ nhân của tập đoàn quân sự Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin thừa nhận là chưa thể chiếm được Bakhmut do lực lượng Ukraine tại đây kháng cự rất mạnh. Hôm ngày 15 tháng 2, Tổng thống Zelensky cũng cho biết tình hình cực kỳ khó khăn ở các vùng Lugansk và Donetsk, nơi mà các binh lính Ukraine đang giành giật từng tấc đất. Trước viễn cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài, Liên Hợp Quốc hôm nay đã kêu gọi quốc tế đóng góp 5,6 tỷ USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo trong năm nay cho 11,1 triệu người ở Ukraine và cho 4,2 triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu. Lính Ukraine làm chủ hệ thống Patriot cực nhanh. Quá trình huấn luyện của quân đội Ukraine về hệ thống phòng không Patriot trên đất nước Đức đang tiến triển nhanh chóng. Đó là theo đánh giá của ban lãnh đạo Ludwig được đăng bởi Handelsblatt, Euroinform đưa tin. Người Ukraine rất năng động và thường đã có một số kinh nghiệm, vì vậy mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự kiến. Chỉ huy Hiệp hội Đào tạo Đức cho biết hôm thứ Tư.
Thưa quý vị, các khóa học dành cho khoảng 70 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành diễn ra trong khoảng 2 tuần qua tại khu huấn luyện Bundeswehr, địa điểm không được nêu tên vì lý do an ninh. Patriot là một trong những hệ thống phòng không uy lực nhất thế giới. Nó có thể được sử dụng để chống lại máy bay, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của đối phương. Với tầm bắn là khoảng 100 km và ở độ cao lên tới 30 km, tên lửa có thể tấn công các mục tiêu xung quanh vị trí, tùy thuộc vào các loại tên lửa dẫn đường được sử dụng. Cần nhắc lại rằng, cùng với Hoa Kỳ, Đức đã đồng ý cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Nga tập kích toàn tuyến Ukraine lên dây cót cho trận chiến lớn. Ukraine cho biết Nga tăng cường pháo kích và tấn công trên các mặt trận, đồng thời tập trung một số mũi tiến công chủ lực. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 15 tháng 2 cho biết các lực lượng Nga đã tăng cường pháo kích, phóng rocket và tấn công tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, ngoài những nỗ lực tiến công trên một số mặt trận chủ lực. Lực lượng Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công ở vùng phụ cận của hơn 20 khu định cư từ phía bắc tỉnh Kharkov qua biên giới tỉnh Lugan và tiến xa hơn về phía nam dọc theo tiền tuyến Donetsk, nơi đang diễn ra các trận chiến khốc liệt nhất. Vâng, quý vị thân mến, theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga hoạt động đặc biệt tích cực ở phía đông thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkov, nơi mà Ukraine nắm quyền kiểm soát trong đợt tiến công vào tháng 9 năm ngoái. Các cuộc pháo kích của Nga vào các khu định cư dọc theo biên giới Kharkov-Lugan cũng gia tăng đáng kể. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, quân đội Nga đã tiến hành gần 70 cuộc tấn công bằng cách sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt với cường độ cao hơn thường lệ, trong đó có một cuộc tấn công ở phía nam. Các cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt của Nga cũng nổ ra nhằm vào các mục tiêu dân sự khác ở các khu vực Kherson và Mykolaiv ở phía nam Ukraine. Quân đội Nga hiện tập trung vào hai mặt trận chủ lực ở miền đông và miền nam Ukraine. Những trận chiến khốc liệt nhất đã nổ ra ở thành phố Bakhmut, khi các lực lượng Nga đẩy mạnh cuộc tấn công vào thành phố miền đông bằng các cuộc pháo kích và tấn công bộ binh. Nhiều đơn vị tác chiến cùng khí tài hạng nặng đã được Moscow điều về miền đông Ukraine để đạt mục tiêu kiểm soát các khu vực chiến lược. Trong khi đó, ở chiến trường miền nam, Nga cũng củng cố các công sự phòng thủ để bảo vệ lực lượng và ngăn cản đà phản công của quân đội Ukraine. Tại thành phố Mariupol, cửa ngõ phía bắc của bán đảo Crimea, Ukraine cho biết quân đội Nga đã dựng nhiều lớp rào chống tăng nhằm đề phòng các đợt tiến công bất ngờ của Kiev. Vũ khí thông minh Ukraine phá hủy xe tác chiến điện tử thế hệ mới của Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử Palantir hiếm gặp của Nga. Trong một đoạn video được đăng tải hôm ngày 14 tháng 2, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Bộ binh Sơn Cước số 128 của nước này đã phá hủy một tổ hợp tác chiến điện tử Palantir hiếm gặp của Nga. Đây là lần đầu tiên tổ hợp tác chiến điện tử này bị phá hủy kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Palantir là một tổ hợp tác chiến điện tử thế hệ mới của quân đội Nga khi mới chỉ được đưa vào trang bị từ năm 2019. Được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, tổ hợp tác chiến này có thể phát hiện và gây nhiễu các hệ thống thông tin liên lạc trong phạm vi lên tới 1.000 km. Thưa quý vị, theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống tác chiến điện tử này có thể phát hiện tín hiệu liên lạc của đối phương trên nhiều tần số riêng biệt và sau đó tiến hành chế áp nhằm làm gián đoạn những tín hiệu này. Ngoài ra, Palantir còn có thể được sử dụng nhằm thu thập thông tin lừa đảo. Một điểm đặc biệt của tổ hợp tác chiến điện tử Palantir là việc nó có thể được sử dụng để đối phó với máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và máy bay không người lái của đối phương bằng cách chế áp hệ thống định vị và dẫn đường của các loại vũ khí này. Theo Lữ đoàn Bộ binh Sơn Cước số 128, tổ hợp Palantir của Nga đã bị phá hủy bởi đạn pháo thông minh M982 Excalibur do Mỹ viện trợ. M982 Excalibur là một trong những vũ khí dẫn đường có độ chính xác rất cao mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Với trang bị hệ thống định vị toàn cầu GPS, sai số của các pha tấn công từ đạn pháo Excalibur là rất nhỏ và qua đó các loại vũ khí này có thể tấn công nhiều mục tiêu của đối phương một cách hiệu quả.
Trong một phát biểu hồi giữa tháng 1, một sĩ quan thuộc lữ đoàn dân quân ly khai ở miền đông Ukraine đã gọi đạn pháo Excalibur là vũ khí nguy hiểm nhất được Washington viện trợ cho Kiev. Trước đó, Mỹ cũng đã gửi cho Ukraine lựu pháo M777A2 được gắn thiết bị định vị toàn cầu GPS cùng module điều khiển hỏa lực tự động TIDPIK để sử dụng cùng đạn pháo M982 Excalibur. Biệt đội cảm tử, lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo về những tổn thất điên cuồng của quân đội Nga ở chảo lửa miền Đông. Các cuộc tấn công suốt ngày đêm vẫn tiếp tục ở đó, tình hình căng thẳng. Nhưng những người bảo vệ Ukraine không cho phép kẻ thù đạt được mục tiêu của họ. Ở phía đông, trong một số phân đội tấn công của PMC Wagner và các đơn vị của quân đoàn 2 của quân xâm lược, tổn thất lên tới 80% nhân sự. Thưa quý vị, Anna, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Panther cho biết trên Telegram vào tối ngày 15 tháng 2 rằng cuộc tấn công của kẻ thù tiếp tục ở phía đông, các cuộc tấn công suốt ngày đêm, tình hình rất căng thẳng. Vâng, thật khó cho chúng ta. Bạn có thể tự thấy Liên bang Nga đang tiến hành loại chiến tranh nào. Nhưng những người lính chiến đấu của chúng tôi không cho phép kẻ thù đạt được mục tiêu của chúng và gây ra những tổn thất rất nghiêm trọng. Bà Malia nhấn mạnh rằng, trong số các nhân viên của lực lượng chiếm đóng Nga tại lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, mức độ tin tưởng vào các quyết định của chỉ huy quân đội Nga về việc tiến hành chiến sự đã giảm đáng kể. Ngày càng có nhiều quân nhân Nga nhận ra rằng, các chỉ huy của họ đánh giá không đầy đủ tình hình trên chiến trường. Bằng chứng là việc sử dụng mạnh mẽ cái gọi là đội cảm tử. Các đơn vị được biên chế bởi những người được huy động không được huấn luyện đầy đủ, hàng ngày phải chịu đựng những trận chiến khốc liệt và tổn hại sinh mạng cực lớn, Thứ trưởng lưu ý. Bà Malia nói rằng, chỉ có một trung tâm đào tạo ở khu vực Rostov gửi khoảng 500 người được huy động được đào tạo vội vàng mỗi tuần. Hầu hết trong số họ trải qua một khóa đào tạo cấp tốc từ 14 đến 21 ngày. Theo bà, những quân nhân như vậy khi ra mặt trận không muốn đóng vai đội cảm tử, đã cố tình làm hỏng các thiết bị quân sự, chủ yếu là động cơ, những thứ mà không thể bắn một phát nào, được gửi đến các căn cứ sửa chữa với đầy đủ đạn dược. Ukraine phản công rực lửa, 6 kho đạn, 2 cụm tập trung nhân lực cùng sở chỉ huy Nga nổ tung dưới làn pháo binh của Ukraine. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 2, Đại tá Georgi Klipa cho biết trong 24 giờ qua, các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Nga, hai cụm tập trung địch của đối phương. Đặc biệt, ông cho biết lực lượng không quân Ukraine đã tiến hành 8 cuộc tấn công vào các đối phương và các cụm thiết bị quân sự, trong đó có 6 kho đạn quân Nga mới chuyển trở sang các mặt trận trong vùng Donetsk và Luhansk. Nhưng kho đạn này đã nổ trong nhiều tiếng đồng hồ liên tiếp. Thưa quý vị, trong khi đó, quân đội Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng dân sự của khu vực Donetsk và 3 cuộc không kích. Ngoài ra, đối phương đã nổ súng bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt 68 lần, cụ thể là vào các mục tiêu dân sự ở vùng Kherson và Mykolaiv. Đại tá Oleksandr Motuzianik cho biết, trước đó các lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu gần thị trấn Bakhmut. Cây cầu bị nổ nằm giữa Bakhmut và Kontaktsivka là thị trấn lớn tiếp theo vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tuy nhiên, ông phủ nhận ý định rời khỏi thị trấn, bất chấp 6 tháng giao tranh ác liệt và kho dự trữ được cho là đang cạn kiệt. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov cho rằng, diễn biến này cho thấy quân Ukraine chuẩn bị rút lui khỏi thành phố Bakhmut và ngày càng chiến thắng không còn xa. Đáp lại những lời nhận xét của Trung tướng Igor Konashenkov, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm Wagner có lính đánh thuê đã chiến đấu trong nhiều tháng để chiếm thành phố Bakhmut phía đông cho biết, trận chiến còn lâu mới kết thúc. Prigozhin cho biết Ukraine đang tăng cường tới 500 chiến binh mới mỗi ngày. Sẽ không thể nào chiếm được thành phố Bakhmut vào ngày mai, vì có nhiều lực cản và máy xay thịt vẫn đang hoạt động. Ông nói thêm rằng, chúng ta sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm ăn mừng trong tương lai gần. Quân đội Ukraine đã cho nổ tung cây cầu vào hôm thứ Hai, theo một trang tin tức địa phương của vùng Donetsk. Ukraine bác bỏ ý định rời khỏi Bakhmut, bất chấp 6 tháng giao tranh ác liệt
và các kho dự trữ đang được cho là đang cạn kiệt. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.